Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thông tin Phi Nhung được Mạnh Quỳnh công khai nói lời yêu. Mới đây, trên fanpage chính thức, nữ ca sĩ Phi Nhung vừa đăng tải một video thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, video này là khoảnh khắc cô cùng người tình tin đồn Mạnh Quỳnh tham gia một sự kiện. Trong video, khi Phi Nhung cùng Mạnh Quỳnh đang ngồi ở phía dưới thì MC đến gần để giao lưu. Nam MC ngỏ lời mời hai ca sĩ dùng thử nước hoa. Chị Nhung ơi, chị Nhung cho em hỏi là chị thích mùi nước hoa như thế nào ạ? Để em tư vấn cho chị nha. Phi Nhung ngập ngừng trả lời, Nhung thích nhẹ nhàng thôi. Ngay sau khi nghe được lời chia sẻ của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh liền cầm trên tay một lọ nước hoa, nhanh chóng xịt vào cổ nữ ca sĩ. Anh còn ghé sát để ngửi mùi hương thơm nước hoa vừa xịt, khiến Phi Nhung cười ngượng ngùng. Anh cho biết đây là một trong những mùi nước hoa Quỳnh thích nhất từ xưa đến giờ, rất đáng yêu. Ngay sau khi chia sẻ của Mạnh Quỳnh, nữ MC hỏi, anh ơi, sau khi anh xịt cho chị Nhung rồi, anh có thấy chị Nhung yêu anh không? Nam ca sĩ nhanh chóng phản hồi, I love you, khiến mọi người ở khán phòng ai cũng ồ lên bất ngờ. Bên dưới video, Phi Nhung thừa nhận mắc cỡ vì những lời trêu đùa của Mạnh Quỳnh. Trời ơi, mắc cỡ quá mà, cũng muốn cười xỉu với ông bạn quỷ Mạnh Quỳnh. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là cặp đôi vô cùng ăn ý trên sân khấu. Không những thế, ngoài đời họ còn là đôi bạn thân thiết suốt hai thập niên qua. Thậm chí, vì quá ăn ý và cũng thỉnh thoảng thả thính nhau để làm vui lòng khán giả, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung còn bị đồn là vợ chồng. Thời gian gần đây, Phi Nhung thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp chung cùng Mạnh Quỳnh. Thậm chí cô còn hài hước trêu đùa cùng người bạn thân. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp của cặp đôi. Không chỉ có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Mạnh Quỳnh, Phi Nhung còn được lòng nhiều nghệ sĩ lớn trong showbiz như Hoài Linh, Trường Giang, Trấn Thành. Cách đây vài ngày, Phi Nhung cũng khiến người hâm mộ thích thú khi cầu hôn nam danh hài Hoài Linh khi thấy bức ảnh điển trai của nam danh hài. Cô cũng từng chia sẻ rằng mẹ của nghệ sĩ Hoài Linh rất yêu quý và luôn mong cô trở thành con dâu của bà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.